Indonesia sắp ngưng tìm kiếm 60 người còn đang bị mất tích sau tai nạn phi cơ, tin từ Jakarta, Surabaya, Indonesia. Giới chức thẩm quyền Indonesia vào ngày hôm qua cho hay rằng sẽ sớm kết thúc chiến dịch tìm kiếm chiếc phi cơ Air Asia bị rơi sau khi đã chuyển những mảnh vỡ được thu hồi cho các chuyên viên phân tích. Thân của chiếc phi cơ của hãng hàng không Air Asia mang ký hiệu QZ8501 đã được thu hồi từ lòng đại dương cuối tuần qua, đã được gửi đến thủ đô Jakarta của Indonesia bằng một chiếc tàu của đội cứu nạn. Các nhân viên điều tra hy vọng là các mảnh vỡ sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin có liên quan đến những giờ phút cuối cùng của chuyến bay định mệnh này. Chiếc phi cơ đang trong cuộc hành trình đến Singapore đã bị rơi sau khi cất cánh khoảng 40 phút. Từ thành phố lớn hàng thứ hai của Indonesia, Surabaya, đã làm thiệt mạng 162 hành khách. Các đội tìm kiếm đã lùng sục để vớt thi thể của hành khách cùng với xác của chiếc phi cơ tại vùng biển Java trong suốt 2 tháng qua. Bambang Suelistio là người đứng đầu tổ chức tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia hôm Chủ nhật 1 tháng 3 đã nhấn mạnh rằng việc thảo luận với các thân nhân của nạn nhân là ưu tiên hàng đầu nếu quyết định dừng hẳn chiến dịch tìm kiếm. Có tổng cộng 103 thi thể được thu hồi từ lòng biển và hiện vẫn còn 60 thi thể bị mất tích sau cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 2 tháng. Thảm kịch hàng không này hiện vẫn còn trong vòng điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia. Tổ chức này nói hãy còn quá sớm để xác định rằng yếu tố con người hay máy móc là nguyên nhân chính đã khiến cho chiếc phi cơ bị rơi. Phúc trình cuối cùng có thể được công bố một năm sau ngày xảy ra tai nạn. Tại Surabaya, nhiều gia đình vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm tin tức mới nhất về người thân của họ.